Hello cả nhà, lại em Đông đây. Mọi người mua một cái sản phẩm gì đó mà muốn được bảo vệ đến tận khi hỏng thì thôi, thích hơn hay là mua một cái sản phẩm mà muốn bảo vệ 1, 2, 3 tháng hay 1, 2, 3 năm thì thôi, thì thích hơn ạ. Đó, thì xin thưa tất cả mọi người này, em kể cho mọi người cái câu chuyện như này. Hôm trước có một chị, em đi làm một chị đến hỏi là: em ơi, chị mua cái xe này được 4 năm rưỡi rồi, nó hỏng ắc quy thì có được bảo hành không em? Em cười rất là tươi và nói với chị rằng là: chị ơi, xe của chị cái ắc quy này không được bảo hành đâu ạ. Bảo hành chỉ có 1 năm khoảng 10.000 km thôi, và của chị 4 năm rưỡi rồi thì nó cũng hỏng rồi, thay cái mới chị ạ. Chị có muốn mua một cái sản phẩm mà chị mua xong được bảo bảo vệ bảo hành đến trọn đời không? Thì nói là có cái sản phẩm đấy là sản phẩm gì mà được bảo hành như thế đó, thì em chia sẻ luôn, đó là bảo hiểm nhân thọ chị ạ. Ô, chị không tham gia bảo hiểm nhân thọ đâu, chị không tham gia bảo hiểm nhân thọ đâu, chị không có tiền đấy. Ok, mọi người thấy không ạ? Khi nói đến bảo hiểm nhân thọ, người ta hay nghĩ đến cái gì? Tôi không có tiền, tôi gắn liền với hai từ là lừa đảo hay gì đó, bởi vì em ngày xưa chưa tìm hiểu cũng nghĩ như vậy mà. Nhưng duy nhất trên đời này chỉ có một sản phẩm duy nhất mà mọi người mua một lần nhưng có thể được bảo bảo gọi là gì nhỉ, bảo hành đấy đó, đến trọn đời luôn, đến khi là mọi người không còn tồn tại nữa hoặc là trong tài khoản của mọi người hết tiền thì thôi. Em kể như này để cho mọi người dễ hiểu và dễ dễ hình dung nhất này. Mọi người đóng phí 15 hoặc 15 năm đó, khi đấy là hoàn thành nghĩa vụ của mình, có nghĩa là đã mua xong cái sản phẩm của mình, và công ty bảo hiểm sẽ phải bảo vệ mọi người đến khi nào chết thì thôi, hoặc đến khi nào mọi người không thích bảo vệ nữa mọi người rút ra, hay là đối với từng dòng nhá, hay là khi mà trong tài khoản của mọi người hết tiền thì thôi. Đó, tùy theo mọi người tham gia cái dòng sản phẩm gì. Và trên đời này chỉ có duy nhất một sản phẩm, đó là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chắc chắn một điều đấy là khi mọi người tham gia đóng phí một lần và mọi người được bảo vệ bảo hành ấy, gọi là bảo hành ấy, đến khi nó hỏng thôi, còn không có một cái sản phẩm gì nó được bảo hành như thế đâu ạ. Điều đấy đều chắc chắn rồi đó. Và tiện đây em chia sẻ cho mọi người câu chuyện như này: những người mà muốn tham gia bảo hiểm hay đã tham gia bảo hiểm hay đang tham gia bảo hiểm thì hãy để ý rằng tìm hiểu lại cái hợp đồng của mình đi, xem là mình tham gia như thế đã ok chưa, đã ok chưa và có lòng tin với bảo hiểm chưa, hay chỉ đóng được 1, 2, 5, 1 năm là nhiều và thường sẽ bỏ đi, rất là lãng phí tiền của mình, rất lãng phí tiền của mình. Hoặc có những người không hiểu gì bảo hiểm, cứ nghĩ là tôi đóng tiền vào bảo hiểm này sau 15 năm tôi phải lấy được về đủ số gốc, thế 15 năm đấy công ty nó bảo vệ cho các bạn không à, một lần các bạn ốm thì hết thừa tiền của công ty. Và những người đấy là những người không chịu tìm hiểu, nên là khi mà tham gia cái có thể bỏ ngay. Em hay gọi những người đấy là những người không có chính kiến, nghe ai nói gì thì nghe và đều ok hết, trong khi đó đầy ngoài kia kìa, mình tự học tự tìm hiểu, bỏ thời gian mà học thì lại lười, không muốn bỏ thời gian mà học đó. Nên là em xin phép nói thẳng luôn với mọi người rằng, nếu mọi người mà muốn tham gia bảo hiểm hãy là khách hàng thông minh. Em chỉ cho cách học online, học online thứ nhất có kiến thức cho mình, thứ hai không phải mất quá nhiều thời gian dành đi học, và sau đấy hiểu về bảo hiểm, không cần tham gia nhưng mọi người biết rằng nó có lừa đảo hay không. Còn cũng như em lần trước thôi, có cái niềm tin cũng ở trong đầu mình, nghe những người khác nói là ôi bảo hiểm lừa đảo đấy, bảo hiểm lừa đảo đấy, rồi bảo hiểm đóng tiền vào thì dễ đấy dễ khó. Nhưng trên thực tế thì sao ạ? Bởi vì là mình là những người mà không có kiến thức thì mình nghĩ như vậy. Còn như em bây giờ em thấy bình thường, em kể cả không làm Manulife, không làm bất cứ một công ty bảo hiểm nào, nhưng những cái hợp đồng mà em đăng ký cho gia đình nhà em, mà mọi người mà ví dụ mà có vấn đề đó và em vẫn chỉ cho mọi người được cách giải quyết bình thường, không có cái gì nó khó khăn cả, cứ đúng luật mà làm. Nếu sản phẩm của chúng ta là ok, cứ có trong hợp đồng là chúng ta duyệt, không có điện lên tổng đài, không làm gì phải nhờ vả ai cả cho nó đỡ mệt đó. Cảm ơn mọi người, và khi mọi người quan tâm thì hãy liên hệ với em chia sẻ cụ thể hơn với mọi người. Ok.